Tôi hãy ban kính mừng tòa thánh và đặt cầu đi Chúa ban dồi dào thêm
nghe lời truyền cầu của mẹ Maria chí thánh cho cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn, giáo xứ, gia đình và họ hàng, ân nhân và bà Lũng, tiên cha kỷ niệm nhân thánh linh mục 1999-2024. Xin mời cảm ơn các bạn đã tham gia hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thờ. Amen. Nguyện xin ơn sống và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Quý vị nam nhân tu sĩ, thân nhân tất cả các quý khách bạn bè cộng tác thể cộng tác phục vụ cho thân mình, cách đây 25 năm, ngày 30 tháng 6 năm 1999, thì 30 thầy sáu thuộc giáo phận Sài Gòn và giáo phận Mỹ Tho đã được Đức Tổng Giáo mục John Wichita Phạm Minh Mẫn, lúc đó ngài mới về Sài Gòn, được coi là các linh mục đầu tay của Đức Tổng. Ngài nhập tay và phong chức linh mục, trong đó có con, trong số 30 người anh em linh mục. Còn nhớ lại những ngày cách đây 25 năm, vẫn động những nét tạ ơn và rất đông người tại nhà thờ nước ngoài Sài Gòn, những thân nhân và quý cha tới để dự lễ phong chức linh mục, lời cầu nguyện, chia sẻ cái niềm vui ở trong tổng giáo phận Sài Gòn cũng như giáo phận Mỹ Tho. Thế là hôm nay đã 25 năm rồi. Chỉ thực tế, bạn xin dâng kính lễ đây cùng với tất cả quý cha. Trước tiên để tạ ơn Chúa, bởi vì trong suốt 25 năm đây rồi, không biết bao nhiêu những ơn lành Chúa ban trọng con. Qua quý cha, qua các đơn vị trên và tất cả anh chị em đã nâng đỡ cuộc đời linh mục của con trong suốt 25 năm qua, đồng thời cũng là một lời cảm lỗi rất nhiều những thiếu sót trong cuộc đời linh mục. Chính vì thế mà xin tất cả quý cha cùng tất cả anh chị em đồng ý với con trong thánh lễ này để tạ ơn và xin lỗi Chúa và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, cầu nguyện cho tất cả quý cha đang hiện diện đây đây luôn là những phục tử như lòng Chúa mong ước. Trong thánh lễ hôm nay, chúng con cầu nguyện cho tất cả các đấng bậc đã huấn luyện con trở thành linh mục của Chúa đây, cũng như các anh em bạn của con đây đã qua đời rồi, trong đó có cha Francisco Salesio, nguyên quốc hoàng linh mục của thành phố đây, cha Gia Cô Bê Nguyễn Kim Điền, cha sở giáo sư Tân Quý ở Hồng Môn đã qua đời. Cầu nguyện cho các đơn phận, các đức tổng cũng như các đức cha đã giúp con, hướng dẫn con với bàn tay, đồng thời cầu nguyện cho tất cả những người thân yêu của mình đã qua đời, trong đó có bà cố của con. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta được vào thánh lễ để xứng đáng đức Thiên Chúa nhận lời. Mỗi người chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót. Tôi thu nhận I'm
còn đang nâng so ta tội và chân đưa chúng ta đến sự sống vô thường. Thank you.
Thank you.
lời nhờ bởi Thiên Chúa, và người đã sử dụng ơn Chúa một cách hiệu quả. Đó là người tâm nguyện trong đời lý của cha Đức Sơn. Mời mọi người lắng nghe lời Chúa. Bài viết thư Thánh Phaolô công đồ tín hữu Corinto. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã báo cáo và anh em đã lãnh nhận cùng ca thăm. Nhờ tin mừng đó, anh em được thoát thoát. Nếu anh em cứ đúng như tôi đã làm vào, bằng không thì anh em có tin cùng tôi. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chúng tôi đã lãnh nhận. Đó là, Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã phục dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Phi-pha, rồi với nhóm 12. Sau đó, người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống. Nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau thế, người cũng đã hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược trái hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa và ơn người ban cho tôi đã không vô nhiều. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những gì khác. Nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Tóm lại, dù tôi hay các vị khác cao cả, thì chúng tôi đều cao cả như thế, và anh em đã tin như vậy. Cho là của anh em được trân trọng này. Đây là điều đáng của thầy.
thầy nói anh nghe là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe những nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và các cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Gần gũi với Thiên Chúa, với linh mục và các
giám mục của khu liền huyện đảo vừa kết thúc khóa đào tạo tại Đô Ma ngày 17 tháng 9 năm 2022 được thanh tra khuyến khích các đảng về gần gũi các trước hết là những nghiên cứu sau là sự nghiệp công quý là giám mục với các linh mục và cả các kỹ thuật sư. Đức thanh tra phải nói nếu không nghiệp công thì không có hồng đạo. Và cách đặc biệt của bài vẫn dùng trước khi phong chức linh mục cho 19 phó tê ngày 17 tháng 6 2020 vừa qua tại nhà thờ chánh tòa bảo tại họ đức tổng giám mục theo những năm như mạch lạc các con hãy bắt chước hai mẫu gương của người phụ tử, mẫu gương thánh Phêrô và mẫu gương thánh Gioan, một mẫu gương của chính phủ, một mẫu gương của tình yêu, mẫu gương nghiệt hành phụ dân chúa vì bổn phận lớn lao, mẫu gương hăng say phục vụ không nhận hạ vì yêu chúa. Và bằng cách khác như thánh nữ Teresa bà đồng chí trong lòng thánh hiển mẫu của con sẽ là tình yêu. Thưa ông bà và anh chị em, với chức môn đời linh mục tôi có làm gì cũng nhờ ơn Thiên Chúa. Các anh sơn mặc dù đã giúp con khám phá ra ba suy nghĩ nặng. Thứ nhất, trong lòng của thánh hiển mẫu của con sẽ là tình yêu. Có thể nói câu nói này đã thấm đẫm vào cách sống của hai anh em linh mục chúng con theo vấn hòa phong. Chúng con được về bên cho sinh hoạt tại khu vực sống mới hơn 20 năm. Các anh sơn Nguyễn Minh Quân từ năm 1999 cho đến nay được 25 năm. Còn là Tạ Hòa Mai, ca sĩ Tư Lĩnh và anh là cảnh sĩ Hoàng Hoàng Mai. Còn bản thân con, tôi xem là được ở vùng sống hơn tròn đẹp được 20 năm. Từ năm 1982, đi giúp sứ tạc giáo sứ Tâm Sơn ở cha bố Phêrô Nguyễn Văn Lượng. Đến năm 1987, sau khi chính thức linh mục được bổ nhiệm làm tả sứ Hà Đông ở cha bố Hạc Đường Ignacio Mai Văn Lượng. Năm 1990, làm cha sứ Tử Định. Năm 1992, cha sứ Hoàng Mai thay thế cha bố lên những phẩm. Thứ hai, một vài kỷ niệm họ quên. Có đặc biệt không, thưa ông bà và anh chị em, giáo sĩ Hoàng Mai từ ngày thành lập đến nay đã có 6 đời linh mục cảnh sự, với hai linh mục mang tên thánh Giuse Bèn Ma Lê, cha cố sáng lập Giuse Hữu Ngọc Vân, cha Giuse Trần Văn Lê. Còn bốn cha thần khác cũng mang tên thánh Giuse Bê Kê, cha Giuse Lê Minh Mộc, cha Giuse Trần Văn Hòa, các vị chứng ở đây, cha Giuse Đức Liêm và cha Giuse Nguyễn Minh Quân. Cả sáu cha chính được phục vụ giáo sứ Hoàng Mai bằng tất cả bốn tình sự. Thưa cha Giuse, ngày con đón cha về Hoàng Mai thì có một vài bàn tán sầm sì nghe cũng ngộ ngộ những đứa con và cha. Giáo sứ chúng ta vừa tìm được con số đẹp, con số khá đẹp, con số người cha thì cao và hạnh phúc, còn con thì mầm và bé. Cha còn nhớ không? Khi chuẩn bị cha bàn cha chúng ta trở mới là cha Minh Sơn Trần Văn Hòa thì con có nói với cha là hôm nay con có quyền, cha có cần gì thì cha cũng lấy. Ngày mai con hết quyền rồi, lúc đó thì cha khó hơn. Thì xin con bộ sách phục quần áo mà không xin tiền. Con đã gặp sự quyết định khi về nhà con xây dựng vườn cam sành, con rất trẻ công việc nặng. Ngày con lên Đà Lạt, giáo sư Thiện Lân xong cha bảo, ngày con xây dựng vườn thẳng, nhưng có một điểm đặc là các tác phẩm sáng tác xung quanh nhà thờ đều chung một khuôn mặt giống nhau lắm. Nếu không có ghi bảng tên ở dưới chân, thì chẳng ai biết đó là vị thánh này. Lúc đó, cha con chỉ những người mà nói, cảm ơn cha, con sẽ bắt chước như vậy. Ôi, thật hiền hòa, dễ thương với bà đạo. Và chia sẻ kinh nghiệm. Hôm qua là 29 tháng 6 2020, con mừng kỷ niệm 37 năm linh mục. Và hôm nay 30 tháng 6 2020, cha Minh Sơn mừng 25 năm linh mục. Xin cho các con được chia sẻ với cha về những dòng giá trong đời linh mục của chúng mình. Thưa cha Minh Sơn, quý vị,
làm theo tinh thần của Đức Kitô. Linh mục là người từ bỏ tình cảm riêng thân, từ bỏ tính quen của cả phần nhất, từ bỏ những đam mê thất tình và tính đam mê muốn để bước theo Đức Kitô. Vì ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, bắt đầu đá mình hàng ngày bỏ ra. Mình lần này không phải dễ dàng để khi trả. Và giờ đây, xin cho các con được nói lên hai trọng nhà của đời linh mục giáo phận mà chúng con đã cảm nhận lâu dài. Thật giá thứ nhất đó là chính bản thân linh mục. Linh mục cảm nhận sâu sắc mình là con người đúng với mỏng gọn như chính Thánh Phaolô đã xác nhận. Nếu cần vinh quang điều tình thì tôi chỉ vinh quang về những yêu quý của tôi mà thôi. Yêu quý là bản chất tự nhiên của con người, không thể làm người mà không có yêu quý. Do những thánh chức linh mục và hòa thần Thiên Chúa trao cho nhân người và ý thức truyền dịch dù cao trọng cũng không thể tổn rửa hoặc tẩy trừ hết những bóng tối trong đời tâm thiện. Vì đằng sau những phẩm phục mang thánh thiện, đằng sau những bài giảng của tôi, đằng sau những lời cầu nguyện sâu sắc thì vẫn còn đó ẩn dấu của thân phận yếu đuối mỏ hẹp mong manh. Bởi vì hiện tại đó cũng là bỏ mặc giữa các trong bình đẳng, mà bỏ mặc thì quý lắm nhưng bình sạch để vỡ mong manh. Thưa cha thân mến, bởi vì Chúa có lời khi Ngài nhìn con về, dù rằng đời con mong tất cả thì Chúa đã biết từ nào xưa, nhiều khi con chẳng tu thật là vì con đâu phải thật thà, nhưng lòng Chúa quả bao la, từ trong bao phen con yêu quý thành tâm khi năng lên thống hồn là Ngài là chúng ta. Phật giả thứ hai của linh mục là ơn lớn giám mục. Trong cuốn sách Đường Hy Vọng của Đấng Giám Thị, Đức Hồng Y Phát Cô Sa Viê Nữ Văn Phật có biết thế gian bà con vân phục như vậy là liên phục, còn Chúa mới nói con vân phục vì Chúa là anh. Không bao giờ dù con đã thực hiện công trình chương trình như nào cũng không nhận lòng Chúa. Chúa chỉ quý lòng con, Chúa không cần những công trình của con, bởi vì nếu tạo dựng vũ trụ là không cần con. Hơn nữa, chính thuyết là chết là đúng học, vân phục là chết cho ý nghĩa. Bởi vì con lời trọng hơn của lễ, vì của lễ chỉ là thực vật, là hoa quả, là hương trầm, là thực vật, là tiền mặt. Còn khi con lời, con lấy chính vì con là của lễ, giết chết ý điên con, tự tái của con, là của lễ phản thiêu nhân thiên chúng. Hơn nữa trong những thức phong chức, chúng mình tiến đến quỳ gối và đặt tay trong bàn tay của giám mục. Đức giám mục nói, con hơn nữa kính trọng và hơn phụ cha cùng các nữ tế vị nhau không? Thưa con người, khi Thiên Chúa hoàn thành việc tốt đẹp, người làm ở sự nơi con. Thưa cha Thiên Sơn Quý Mến, cuối cùng để kết thúc, con xin mừng lại những dòng cảm nguyện về đời Thiên Chúa. Để người linh mục của Đức Cha cùng vợ, để các bạn phải suy niệm rằng, linh mục Việt Nam hôm nay đang trong cơ lúc tự do có phần không lại hoàn. Cơ lúc tự do này muốn đi bộ xa đến thánh giá. Nhiều nơi thánh giá chỉ còn làm biểu tượng chứ không còn là bàn thờ để người linh mục hiến tế chính mình. Nếu chẳng may là đúng như vậy thì đời linh mục có thể sẽ huy hoàng bên ngoài nhưng là chết tê tạm bên trong trước mặt Thiên Chúa. Khi nhìn là 50 năm linh mục của mình, tôi nhận ra mình chẳng là gì, mình chẳng có gì, tôi có là gì cũng nhờ ơn Thiên Chúa. Với nhận thức này giúp tôi gắn bó hơn với Chúa Giêsu, vì người làm được là sự thật và là sự sống của tôi. Vì thế thưa bà anh chị em, tôi xin mỗi người khi có đúng đắn chân hãy cầu nguyện cho các linh mục thật nhiều, bởi vì các ngài chính là những chiếc cửa sẵn để vỡ trong cuộc đời. Xin cầu nguyện các ngài tuổi già để rất dễ cô đơn, xin cảm ơn.
Xin chị em. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha hoàng năng, nâng cao thành trời đất, muôn vật hiểu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa. Đã quả lại giúp cho người anh em linh mục của chúng ta.
được luôn mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc trong ơn Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Đấng tốt lắng nghe lời con cái này, ban ơn lành để chúng con sống xứng đáng với những ơn ban và trổ sinh nhiều hoa trái thánh điển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Ta cùng chơi.
Xin Chúa không cần chúng con ca tụng những việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một ông ơn Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với các đoàn khách thiên thần chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tiên sơn rằng.
Xin Chúa cũng nhớ đến tất cả các linh hồn, các linh giáo mục, các nhà giáo đã về với Chúa. Cha Francisco Salesio, cha Giacobbe, hai ông bà cố Minh Sơn và Maria, linh hồn và tất cả những vị ân nhân, các vị cha cố đã về với Chúa. Và Chúa đã gọi đoạn đời này về với Chúa, xin ban cho tất cả những người đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng như anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tất bằng quyên thuộc chúng con đã lý trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em thấy được vào lương ăn sang tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh công đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các đại chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta tạm nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân cha ta sáng, được cha chỉ đến, khi cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy Chúa, xin ơn ơn và mọi sự như, xin cho anh thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng, thì chúng con sẽ luôn luôn tâm mọi tội lỗi và được an toàn và mọi viên lạc. Đành khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và về trở lại của Chúa Giêsu Kitô để cứu độ chúng con. Ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nghĩa tin của Thầy Chúa, xin nói thương ban cho Thầy được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa ẩn sâu và hiền chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chị em hãy chúc bình an cho nhau.
chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con thuộc phong linh mục, con đã người ngồi nhiệt tin để tôn vinh Chúa quyền vi cao cả. Xin cho con cuộc đời chúng con cũng trở nên lời than cầu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con trân trọng kính mời quý cha, quý vị trong nước của đồng bào nam bộ. Sau đây lấy phần chúc mừng, chúng con trên hai cùng giới thiệu phó chủ tịch hội đồng phụ giáo xứ Hoàng Mai. Đại diện các đồng bào giáo xứ Hoàng Mai có những lời chúc mừng cha. Trọng kính cha Lý Phương, trưởng và so với chánh xứ Hoàng Mai. Trong khoảng các ngày, con nhớ những lời trong bài hát trong ngày lễ truyền chức linh mục. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Vì chính Chúa chọn cha, hết cuộc đời của cha là một sự hồi tụ của nhiều nét đẹp khác nhau. Đó là nét đẹp của sự hy sinh dành cả cuộc đời, sức khỏe, thời gian và cả cuộc đời dâng hiến phục vụ con người. Nét đẹp của tâm linh qua những thánh tế, qua lời tin cầu hàng ngày. Nét đẹp qua sự sẻ chia khi cha đồng cảm với nỗi khốn khổ của bà con giáo dân. Và nét đẹp của sự tha thứ mỗi khi cha giải cầu cho chúng con. Hôm nay kỷ niệm ngày hồng ân nhận ánh chúc linh mục của cha, chúng con nguyện xin Thiên Chúa đã thương gọi và chọn cha vào ánh chúc linh mục, thì xin Ngài tiếp tục tuôn đổ mọi ơn lành hồn sát trên cha, để cha luôn mãi trở thành một tử nhân lành. Thay mặt Chúa chăm sóc đoàn chiên mà Chúa và giáo hội đã ủy thác và trao phó cho Kỳ Cha. Xin thánh hội bà chuyển cầu lên Chúa, ban cho cha thật nhiều sức khỏe, đường bình an, để cha luôn hoàn thành sứ vụ ta đến, để cho chiên ta được sống và sống dồi dào. Giờ đây, hội đồng mục vụ và đồng đoàn thân Chúa xin dâng lên cha thế sứ Vinh Sơn những bông hoa tươi tắm, món quà nhỏ tượng trưng cho tấm lòng tri ân và cảm mến. Kính xin cha vui lòng đón nhận. Nhìn đây, có nhìn đâu vậy? Sau đây chúng con trân trọng kính mời cha chánh xứ giáo xứ Vương Hòa Bình và cũng là cha hạt phó và sống mới đại diện cho quý cha trong giáo hạt cũng là lời chúc mừng cha trưởng. Chúng con trân trọng kính mời cha. Chúng con xin mời quý cha trong giáo hạt sống mới đứng. Trọng kính cha hạt trưởng hạt sống mới chánh xứ giáo xứ Hoàng Mai, kính thưa quý cha hạt trưởng, quý cha đồng thể, con xin thay mặt cho các cha trong giáo hạt sống mới, 15 cha chánh xứ, 9 cha phó và các cha trọng, cha giám đốc hạt lực viện thập niên, cũng như các sơ ở giáo tôn và 59.462 giáo dân của hạt sống mới này. Con nhận ra được
chúng ta cùng ơn Chúa Ba như con trong môn sống của Cha trong đời linh mục. Con có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Vâng, chính là nhờ ơn Thiên Chúa mà ngày hôm nay cách đây 25 năm về trước, Chúa thương, Chúa gọi và Chúa chọn Cha trong đặc chức linh mục. 25 năm qua tình Chúa thương bao la, 25 năm qua tình Chúa thương chặt chặt, xin chị ơn. Chính vì chị ơn đó mà ngày hôm nay Cha Vinh Sơn đã tạ ơn Thiên Chúa như là bài hát điện lễ chọn đời con là phúc tạ ơn. Lời tạ ơn gắn liền với lời tạ lỗi bởi vì trong suốt đời linh mục của tất cả những linh mục và cũng vậy như Cha chia sẻ lời Chúa, Cha giáo Chúa xe gắn sư vinh phật, Ngài đã nói linh mục là một chiếc bình dễ vỡ bình sạch dễ vỡ, cho nên anh em tất cả những linh mục chúng con đều có những lỗi lầm được thiếu sót như chiếc bình sạch như là một bài hát. Dù mở tố có các cả tim con nhưng bước an lạc, bước theo đạt, dù thời gian có mai màu nhan sắc nhưng lại vẫn bước theo đạt. Nếu có lời cầu chúc nào, con xin thay mặt cho các nhà hàng xóm mới, quý tu sĩ nam nữ của Đà Nẵng cũng như bà con giáo dân của hàng xóm mới xin kính chúc Cha 25 năm dạt dào tình thương của Thiên Chúa và xin Ngài tiếp tục 25 năm nữa tất cả kim thành linh mục 2049 ở miền Hàng Châu. Xin được một lần nữa xin được chúc mừng Cha. Giờ đây các cha trong hàng xóm mới với chúc quà xin gửi Cha 25 năm và một món quà cực to con phải chờ xin lơ phải chờ về đây xong được xin lơ. Những cái sự giới hạn của con người
nhưng Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn cho con để mời con dẫn bước trong cái đời sống của linh hồn. Tuy nhiên trong cuộc đời cái hồn con chắc cũng có nhiều những thứ sót lắm. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa biết một bàn ơn để trong những ngày tháng còn lại trong cuộc đời linh hồn còn sống tốt là những vô tận thiên lòng Chúa mong ước. Chúa con cũng tri ân những con người, bởi vì trong cuộc đời linh hồn của con, Chúa ban ơn cho con và những con người quốc tế. Trước tiên là các đức Phật trong giáo hội, những người đã hướng dẫn trên cho con trong những thời gian cho con tu luyện trong đại chúng viên cái điều xe sài gòn. Các đức Phật đã qua đời, có một tích cầu tận phò lô nguyên văn bình tiên cố giám mục chú đi vào năm năm của đại tổng đạo Phật. Tiên cố giám mục Kim Mô Đa Huỳnh Thiên Y có thời gian làm trang quản tại tổng đạo Phật cho con này. Tiên cố tổng phò lô Huỳnh Văn Đạo, trang cố giám đốc phò lô Lê Tấn Cảnh và nguyên quý trang giám đã qua đời. Chúng con cũng giới thiệu tất cả các quý cha, quý giám mục còn sống, đặc biệt là Thiết Thọ Phi Dân Văn Sĩ Ta Phạm Huy Mất, mọi người đã truyền chức linh mục cho con, cũng như 29 anh em linh mục vào ngày 30/6 năm 1999. Rồi Đức cha Lưu Xê Võ Đức Minh, trần đạo nguyên giám mục trong phần thanh tra, đức cha Phêrô Trần Đình Tứ nguyên giám mục giáo phận Phú Thượng, đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giáo hội giáo phận Nguyễn Tho, đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng giám mục giáo phận Phan Thiết. Trần đạo còn sống tới ngày hôm nay, trần đạo cũng đi lô Nguyễn Văn Tin xin cảm ơn quý cha sở mà con đã
Thứ nhất là cha yêu xe chẳng có liên quan mày đã giảm lệ cho con. Như cha chia sẻ con nhất là con bác. Con đã có về cái sự hoàn toàn này là chính cha đã đưa con về đây. Rồi một ít năm, ít tháng thì cha về làm chủ tiên và tổ quả tiên. Rồi trong những trận từ mấy cuộc của con thì con qua những sự tự nhiên của con. Nếu con cần cái gì nói với cha, đứng cách là quản lý thì này cha chia sẻ cho con không chỉ là tinh thần để mà điều khi có cả vật chất là con khi kèm thì con xin cha giúp con, cha rất là quan tâm giúp cho con. Rồi khi trở lại giáo xứ hoàng mai đi làm cha sở thì chúng cha cũng đó cũng đó con biết cách là em xin tái đến nhận chức của con vào ngày 30 tháng 8 năm 2019. Con hết sức là biết ơn. Rồi khi làm cha sở đây thì khi cần thì con cũng chia sẻ cha, con cũng đưa với cha và cha cũng giúp đỡ cái này cái khác cho con để con có thể làm tốt và giáo xứ hoàng mai được yêu này. Con cũng xin cảm ơn cha giữ điện nhiệm cha vì sơn bước liền này đã xây dựng các tôn nhà ở này và con là cái người thừa hưởng và tiếp tục phát huy để trở tốt hơn trở thành cái ngôi nhà trong một giáo xứ ngôi nhà chung. Chúng con cũng cảm ơn quý cha phó đã đồng hành với con trong suốt 23 năm đi cùng vượt qua có 6 cha phó và đấy đều có mặt ở đây hết sống cha phó sống với con từ linh phải có những cha phó ở đây và hôm qua con mới kịp gọi những cái quên tên nhưng mà các cha cũng tới và xin cảm ơn thì sống cha phó thì đã đồng hành với con trong suốt 25 năm vừa qua. Khi hiện tại trong suốt năm 25 năm đi một thì con phải tạ ơn Chúa cũng như cảm ơn các tấn vợ thì con có làm cái bản tổng kết như thế này. Thì trong suốt 25 năm vừa qua thì các thánh lễ con dân được là tới ngày hôm nay là 16.321 thánh lễ. Còn nếu mà tính mỗi ngày một lễ thôi thì trong 25 năm đi một thì chỉ dân được 9.125. Còn nếu mà tính chung như vậy 44 năm cứ có ngày dân một lễ trong sổ lễ ghi lại như vậy thì đất nước là đã tập Chúa bởi vì mình không ngờ là sao mà nhiều hết rồi. Có những lúc đoàn cha sở thì sáng lễ chiều lễ có những ngày ba lễ thì cũng thấy vui được dân lễ để cầu nguyện cho cộng đoàn đó thì nó tổng kết lại thấy như vậy. Rồi rửa tội thì trong suốt 25 năm thì con đã rửa tội được 1.775 người, trong đó có 532 tân tập và những người thơ. Chứng hôn thì chứng hôn được 626 đôi hôn phối. Thì những cái việc mình làm như vậy thì mình thấy điều kiện không nghĩ nhưng mà để tổng kết lại kết quả là Chúa yêu thương mình cho mình để thi hành các vụ trong việc cử hành các bí tích cũng như là dành chân cho việc thánh hóa cộng đoàn. Cho nên con cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả quý cha và tất cả chị em. Chúng con cũng cảm ơn đàn gia đình linh tâm hết họ gia đình linh tâm và đàn ngồi trước đây cách đây 25 năm và chúng ta có một thánh lễ rất hoành tráng tại quê nhà có đông người đó. Nhưng hôm nay thì không thể đông được đâu, có những người thì đang về với Chúa sau đó có một tổ đó về với Chúa và nhiều những bà con có hàng đã về với Chúa đó thì sau 25 năm thì thấy là như vậy. Nhưng mà con đã xác tin rằng là mình được sinh ra trong gia đình có bố mẹ có thân nhân họ hàng và ơn gọi của mình cũng đi từ gia đình và xin cảm ơn tất cả quý anh chị em và chú bác các cháu trong gia đình đã đồng hành với con trong suốt
suốt chặng đường 25 năm một đoàn bay. Tôi nhìn con cũng xin cảm ơn là chẳng cố đồng minh với Định Tân nha. Là chàng cố của con, xin anh chị em cho chàng cố một chàng tay mà. Và chàng cố mà các cô nghe nha. Và anh chàng yêu rồi, yêu rồi. Thôi thì con nghe thôi. Chúng tôi là con sống trong gia đình và gia đình Định Tân, Đa Minh, chàng cố là Đa Minh. Có 10 người con của thầy con. Và thì các sơ thì đến buổi sáng. Vâng, thì thôi thì mình được lớn lên trong gia đình huyết tộc, gia đình huyết tộc yêu thương và nâng đỡ các thầy người khác. Như cảm ơn tất cả quý sơ và các nhà thầy trong cuộc sống mới đây. Sống mới thì có trên dưới 30.